Thảm cảnh Florida một tháng sau bão. Chính quyền các cấp y ạch khắc phục hậu quả, 140 người tử vong. Theo các nhà hoạch định của tiểu bang Florida và những thành phố nơi cơn bão đi qua, người Mỹ không thể dọn dẹp đống đổ nát do cơn bão tàn phá cho đến năm 2023. Việc cẩu xe và tàu bị trôi dạt cũng gặp nhiều khó khăn. Khó khăn về vấn đề ngân sách trợ cấp nhằm xoa dịu nỗi đau mất mát cũng là một vấn đề nhức nhối của bang Florida. Nước uống và thực phẩm cơ bản cũng đang rất thiếu thốn ở các khu vực này. Chính quyền lúng túng, người dân lầm than. Sau đây, chúng ta sẽ điểm qua một số tin và hình ảnh đáng chú ý trong vùng tâm bão Ian sau một tháng. Nhưng trước khi tiếp tục, hãy chắc chắn rằng các quý vị khán thính giả đã thích và đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức quan trọng nhất của kênh. Nếu bạn có dịp đi một vòng trên bất kỳ con phố nào ở bãi biển Fort Myers ngay lúc này, đều thấy vết tích của sự tàn phá kinh khủng của một cơn bão vẫn còn như mới hôm qua. Một cư dân độ 40 tuổi cho biết, thực sự không thể tưởng tượng được. Ý tôi là những hình ảnh trên báo chí không lột tả hết sự khủng khiếp, hậu quả của cơn bão mà bây giờ chúng tôi vẫn còn chịu đựng. Vẫn còn đó những khu đất trống, ô tô nghiêng ngã bị bóp méo và xà bần chất đống, những con thuyền vắt vẻo trên đường phố và một nửa hay một phần ở dưới biển. Một cư dân trẻ ở độ tuổi đầu 20 cho biết, có lẽ cảm xúc của cư dân ở đây cũng giống như vậy, nửa chìm, nửa nổi. Không biết dưới nước đang diễn ra chuyện gì, còn phần nổi thì ai cũng thấy. Một cảm giác vô định, như tôi không biết tháng tới sẽ sống ra sao trong đống đổ nát này. 140 người được xác nhận là đã chết, nhưng ít nhất 5 người vẫn còn mất tích, trong đó có Danny Hurst, người đang sống trên thuyền của anh ta ở bến du thuyền này. Con gái Shannon của ông tâm sự trong thổn thức. Tôi thật sự không biết chuyện gì đang xảy ra. Mỗi ngày trôi qua, chúng tôi có cảm giác như hàng vạn vết dao cứa vào tim. Hôm nay là ngày thứ 27 sau trận bão kinh khủng đó. Tôi đang đếm từng ngày trong vô vọng. Bố tôi còn sống hay chết, tôi không quan tâm, chỉ cần tìm thấy ông ấy. Bất chấp nỗi đau hữu hình như vậy, chúng ta vẫn còn hy vọng. Thực sự, đó là sức mạnh của cộng đồng này. Không ai có thể đánh giá thấp những gì chúng ta sẽ có thể làm được. Thị trưởng đảo Sanibel cho biết và cho chúng tôi xem một số công việc đang được tiến hành. Về cơ bản, chúng tôi có nhiệm vụ xây dựng lại một thành phố. Mức độ phá hủy của thành phố không tập trung riêng lẻ ở một vị trí nào cả. Nó phủ đều toàn thành phố đảo. Các quan chức ở đây nói rằng những nỗ lực sửa chữa con đường Sanibel gần như bất chấp mọi giới hạn. Một con đê thủy triều được sửa chữa ngắn hạn trong 4 ngày và sau đó là những giải pháp dài hạn khác trong vòng chưa đầy vài tuần để vá 5 chỗ hư hỏng trầm trọng khác nhau và mang lại sự thông thương bình thường trở lại. Chúng tôi quay trở lại Fort Myers. Chúng ta thăm nhà của Jennifer và Robbie Bogoski và tình hình ở đây là điều không thể tin được. Nước xì qua các tấm ván sàn và phun trào lên, và không chỉ ngôi nhà của họ bị phá hủy. Quán Green Cup, cà phê của anh bây giờ còn lại gì? Nó đã biến mất, chẳng còn gì cả. Bây giờ quán như một bộ xương khô của một cái quán cà phê rất dễ thương lúc trước của khu này. Cửa hàng của họ bị tàn phá và xóa sổ, nhưng trái tim của họ vẫn tràn đầy hạnh phúc vì hàng chục người tốt bụng đến giúp đỡ. Đó chỉ là tất cả mọi thứ khi nền văn hóa của chúng ta nói về từ cộng đồng. Đó là tất cả mọi thứ mà khi chúng ta được học từ văn hóa cộng đồng thực sự có ý nghĩa. Và đó là một cộng đồng tuyệt vời của chúng tôi. Nó gắn kết với nhau bằng sự rộng lượng của tâm hồn và tinh thần. Tuy nhiên, những lời an ủi đó cũng không thể xoa dịu hết những nỗi đau rải rác của người dân ở khu vực hứng chịu cơn siêu bão cấp độ 5 Ian này. Câu hỏi đặt ra là một tháng qua, chính quyền các cấp tiểu bang, quận và thành phố
vẫn chưa thống nhất đưa ra giải pháp tối ưu nhất để đưa cuộc sống người dân ở các khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của siêu bão trở lại bình thường. Hàng ngàn người vẫn còn trong cảnh màn trời chiếu đất, còn những hoàn cảnh tang thương khác vẫn chưa được liệt kê ra hết. 2 tháng, 3 tháng hay 6 tháng nữa, cuộc sống người dân ở những nơi này mới trở lại bình thường. Nước Mỹ rộng lớn và là cường quốc số 1 thế giới, không lẽ không có cách cứu khổ cứu nạn người dân Florida? Tôi thật sự rất sốc khi biết sự thật. Sau siêu bão, cảnh vật như đang trong thời chiến. Để giải đáp các thắc mắc trên, kính mong quý vị khán thính giả đón xem kỳ 2 của loạt phóng sự Người dân Florida sau bão ra sao? Cảm ơn quý vị khán thính giả đã lắng nghe Tí tin tức trên kênh Chuyện nước Mỹ của Tí hôm nay. Để ủng hộ Tí, xin quý vị vui lòng nhấn thích, bình luận và chia sẻ để cho kênh phát triển. Tí chân thành cảm ơn.